Hello, Tuyền xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh của Kim Tuyền Hà Nhật Bản nha. Đây, hôm nay là Tuyền lên đục nha cô chú anh chị mình ơi. Hôm nay đục kéo cành ha. Đó, đây là tất cả các số trên màn hình ha. Thì cái số nào thích hợp cô chú anh chị mình sử dụng thì cứ gọi cho Tuyền luôn. Đó, rồi khi mấy anh mấy chú chốt đơn á, nhớ xem cái ngày giùm Tuyền ha. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 ha. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 á. Rồi cái hình thức thanh toán á, nếu mà ship COD nhận hàng thanh toán á, thì cô chú anh chị mình thanh toán thêm tiền ship. Còn đơn 300 trở lên á, chuyển khoản thì tiền sẽ không ship luôn ha. Nay tiền soạn đục nay tiền lên đục hơi nhiều nè. Rồi quên nữa, quên lia cái cán búa nữa. Đây nè, cán búa ha. Đó. Cán búa thì cũng còn 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 ít đây nè, lâu rồi mới có đợt cán búa này đẹp á. Ai muốn chốt cán búa thì kèm theo đơn thì 40.000 một cây luôn. Cán búa gỗ hát á, hát dòng nguồn búa của Mỹ. Rồi bắt đầu mình vô số 1 ha. Đó. Rồi. Rồi đi lấy cây thước luôn. Đây, đục đục này thì to tiền đo hết rồi. Từ lớn đến nhỏ đều số với nhau. Đó, cây nhỏ nhất của nó là quên đo chiều dài. Cái đục này thì nó tầm 20 hết ha, 20 21. Có cây 19 là cây này 19 19 năm. Hai cây này 19. Đây. Cây nhỏ nhất nè. Cây này 6 ly 9 ly nè. Đó. Đục này mẹ đã vệ sinh sạch sẽ. Đục thép ở lớp hai lớp hết. Cán khâu là ok hết. Rồi, cái cá nó dính mà không có vệ sinh này mà mấy anh mấy chú về mình xài luôn á. Đây ha, cây này 15 x 10, 15 x 18 đó, thấy không? Đục hai là lớp thép hết nè. Đó, cái này mình mua về mình xài luôn. Rồi cây này cây 24 và cây 30, cây này nó có rỉ nha. Ổng mua bia rồi mà. Được. Ngon. Đây, cái này nó có rỉ nha, nhưng mà là đây có rỉ trên mặt thôi. Mà lưỡi đục nè. Thép hai lớp hết luôn. Đó. Cán này nó hơi lùn thôi nên nó gãy cán thôi. Cái này thì làm cái khâu lại luôn hả? Cho nên nó hơi lùn xíu thôi chứ không có cái lưỡi phẳng phẳng, phẳng lưỡi thì nó có gắt dài. Đó, rồi số 1 ha, 300 nghìn. Đơn 300 chuyển khoản thì tiền bao ship luôn ha. Đó, rồi cái này bộ đục này là bộ đục dài nè, nó dài tới hai mấy lần á. Cũng có cây ngắn. Nhìn cây đục khí thế không? Cây này nó dài 25 lần nè. Đó ha. Mấy cây dài, mấy cây ngắn 23 ha, mấy cây dài nhất 24 25. 24 5 25 ha. Có cây này ngắn nhất là 20.5. Ngắn nhất mà nó bản to nhất bản 4 phân 8 nè. Đó. 4 phân 8 ha. Rồi cây này là cây 6 pho 6. Cây 6 ly nè. Mấy cái đục thép. Cái này mấy chú mình mua nó sẽ không có trùng số nào hết. Cây này 15 nè. 15 cây này cây đục đục mo. Nó có rỉ nha, cây này nó hơi xấu. Cây này nó rỉ. Cái này 12 nè, 12 và 22 nè. Cây 12 nó dài. Cây 12 ly nè nè, mấy cái thơ đã thấy đục này nè, nhìn nó chắc chắn. Nó nặng. Đó. Cây này 22 nè. Không, đục thép hai lớp hết, rất là đẹp. Mấy cổ nè. Hàng đục cổ nè, cây này 17 ly nè.
Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn á. Đó. Đó rồi số 2 ha, 300.000. Rồi số 3. Này thì tầm 20 ha. Đây này thì bộ này tầm 20. Đúng rồi. Đó, mấy cái này tầm 20 hết. Đây cây này to nhất các bạn, của nó là 3/6 ha. Cái nào mà bộ nào mà thấy thông số mà thích hợp mà mình sử dụng á thì anh mấy chú mình chốt ha. Rồi, cái này là 3/6 nè. Cái này là 2/4 và 1/5. Đó. Đây. Đục này rất là bén luôn. Rồi cây này 9 ly, 6 ly và 3 ly luôn. Đó, 9, 6, 3 luôn. Rồi, số 3 ha, 300.000. Số 4. Đó, mấy cây này thì cũng tầm 20. Đó, tầm 20 hết ha. 20 hết. Cây này cây 3/4 với cây 22/4 nè. Đó. Cây này cây 15 và 12, 15 ly và 12 ly. 1/5 và 1/2. Cây này nó có rỉ. Có rỉ trên thân. Cây 15 này nó rỉ ha, cây 15 này nó xấu. Cái này 9 ly và cây 3 ly. 9 ly, 3 ly, hai cây này đẹp. Đó rồi, số 4 ha, số 4 300.000. Số 5. Đó, số 5 mấy cây này cũng tầm 20, 21. 22. Đó, cây này 2 ly, 6 ly, có cây 2 ly này nó dài thường thường luôn. Dài nó đẹp. Đó. Lục đẽo 2 6. Cây này 9 ly nè. Đây 9 ly nè. 9 ly cây này đẹp. Rồi. Cái này 15 ly. Có rỉ đây. Không mà ông cha cái cán không tới. Cái này 24 ly. Ông nào làm giống như nguyên cái nón vậy đó. Cái này đóng khỏi sợ tét. Cha trời ơi, ông cha thù tôi cha anh trời. Rồi số 5 ha, 240.000. Số 5 240.000. Số 6. Số 6. Đây. Cây này 3/5. Cây này 3/5. Cây này thì nói chung là cũng được chứ không có đẹp. Cây nó non trong xíu. Cây này 24. Rồi xong rớt cái khâu luôn rồi. Cây này 2/4 nè. Cây này 9/18. 9/18 ha. Đó, thép hai lớp hết, lưỡi đục bén luôn. Rồi, số 6 ha, số 6 220.000. Số 7. Số 7. Cây này 21 nè, 21. 2/1 với cây 1/5 á. Đó, nhìn thép đục nè. Rất đẹp. Máy đục này dài tầm 20. Rồi cây 9 ly, 6 ly và cây 3 ly luôn. Đó. 3, 6, 9. Mấy cán trắng này là vệ sinh nó mới trắng. Còn mấy cây cái lúc làm biến không vệ sinh nè. Rồi 9, 6, 3. Đó rồi số 7 ha. Số 7 240.000. Số 8 mấy cây đục lẻ. Mà cây đục lẻ to nè. Mấy anh mấy chú có cần rẻ thì mình chốt mấy cái lẻ này. Cái này 265 nè. Bán đục cây này 15 ha. Đây thép nè. Đó, cái lưỡi đục rất là đẹp không?
Ve ngọt luôn. Rồi số 10 là số 8 ha, 110.000. Số 9. Số 9 cây này dài 24 gần 25 ha, 248 luôn. Rồi cây này là 22 nè. 22 ly, tức là 2/2. Đó, lưỡi đục rất là đẹp. Cây này nặng bà cố luôn rồi, 130.000. Rồi số 10. Số 10 cây này 3/6 ha. 3/6. 3/6 cây này dài 26 ly. Ủa dài 26 phân. Rồi cây này số 10 140.000. Số 11. Số 11 cây này là dài 25 năm. Bản 4/1. Đây. Thép hai lớp hết. Cây này khá đẹp luôn. Rồi số 11 170.000. Rồi số 2. Số 12. 12 bộ đục này nó lùng. Trời ơi. Ai thích lùng lùng thì mình chốt bộ này, nó có 17 ha. Cây dài nha, của nó 17. 17. 17 17 năm ha. Cây này 10 16 luôn. Cây này 15 năm ha. Ai thích chân ngắn thì mình chốt chân ngắn nó đẹp đẹp không à, không xấu đâu. Đó. Cây này 30/23 nè. Đó, nó ngắn nó lùn thôi chứ nó lùn là do nó lùn cái cán nè. Chứ cái khâu khoảng đục nó vẫn y vậy. À. Cái thép đục vẫn y vậy ha. Đó rồi. Cái này 30 nè, 23 nè. Đó, cây 18 nè. Đó, cây 18 đẹp lông thằng chứ. Đó, ba lùng sợ không? Rồi, cây này 9 ly. Cán con khúc. Cây này 6 ly, một cây này cây chọt. Trời, cây chọt này nó xấu một cố luôn. Cây này 11, nó. Đó. Đó giống như là mấy ổng xài mà cán cưa tới đâu mấy ổng cưa tới đó rồi mới cuồn xuống vậy. Cây này cây sủi. Rồi, số 12 là 260.000. Số 13. Đó. Mấy bà này là lùng sủng luôn. Mấy bà này là lùng lùng tiệt luôn. Nó lùng dễ sợ chưa? Lùng mà bà nào cũng đẹp chân á. Cái này 13 nè. Bà này lùng dữ luôn á. Cái này 15. Bà này 16. 16. Rồi hai cái này 12 luôn. Trời ơi, cái này có chút xíu 11, 11 năm. Đó. Lùng nè, cây này 3/3, cây này 3/3. Trời ơi, mà đẹp xuất sắc chưa? Không chê chân ngắn thì rước em nói gì à. Đó, cây này 23 và 18. Rồi, cây này 6 ly. Cây này nó cán không có khâu cán nó vậy nè. Rồi, cái cây này 13 ly. Cái này nó dũm nè. Rồi số 13 260.000 luôn. 14 một cây ô tô. Cây ô tô kẹp bàn. Cây này bản 6/5 nè, ngang ha. Ngang 6/5. Hàm nè, hàm khích nha. Nó có chạy thôi. Chạy chỗ này. Chạy cho nó cấn đó. Chứ còn miệng nó khích. Cái này quay ra hết tối đa không biết nhiêu nữa. Nãy mình quên quay ra ha. Ủa mà cũng phải quay ra rồi cũng phải quay vô mà. Quay coi cái hàm cái nó khít hay không nữa chứ. Cái này để coi quay hồi. Trời cái này hở hàm hơi bị xa nha. Cái này biết à. Nó trời tiền không có dám mở hết sợ nó rớt nè. Nó còn nữa nè, đó. Cái này mở dài thường thường luôn nè. Cái này mở được 5/2 nè. Đó.
mấy anh còn mở nữa thì dặn nữa, dặn nào gớt thôi chứ sao. Nó cái này ha, hoạt động ok 63, không lẽ mở được 63 luôn ta, chắc chạy á nè, nó để 63 đó rồi hen. Số 14 là 350.000. Rồi số 15, đây một cái bướm khổng lồ, nhưng mà nhìn nó khổng lồ nhưng mà nó ngoại hình nó cũng có con đe. Ừ, cái đó có con đe, nói chung là nó có rỉ rồi, nó không không được bướm dời, nó có này, nó không có chữ, rất là to. Kéo này trời ơi, nó dài tới 24 năm lần. Trời ơi, đưa cái hộp. Cây này cây kéo cắt ton, cắt ton nó có trợ lực nè. Này chế gì? Cây này à, nó lò xo nó hơi yếu. Trời ơi, đưa cái miếng gì? Tán bập tay quá. Đó, bén lắm luôn em anh. Cây này nó cắt cắt ton nè, cắt ton có trợ lực nè. Mà nó nhìn nó kiểu nó cũ rồi, nó không được xuất sắc cây, mà nó xuất sắc 200.000 cây á. Cây này bao da nó không được đẹp à. Chế đó nè, nhưng mà lưỡi nó còn bé. Rồi cái cây kéo bướm này lưỡi không mẻ ha. Đó, mấy anh mấy chú nếu mà theo các độ cắt á thì mấy anh chú về mình muốn bé nữa thì mình mài thêm ha, tiện vệ sinh cho nó sạch sẽ thôi. Rồi số 15 200.000. 16 kéo, bữa nay kéo cắt thằng kéo cắt cành cây bự bự không à, cây chà bá bự luôn nè. Cây này nó dài 20 nè, nó bao da này nè, nó xấu nè. Mình có đây, lưỡi cắt còn rất là đẹp. Rồi một cây kéo tỉa, kéo tỉa này nó chút mắc cái chốt rồi, ngoài hình nó có rỉ. Cây này kéo kéo cắt mà cắt cành, cắt cành mỏng mỏng đó. Rồi ba cây này ha, số 16 200.000. Số 17 cây này chà bá bự luôn, cây này nó dài 23 cm. Cây này lò xo không biết phải của nó không, mà tiền để cho nó vừa nhưng mà nó cũng hơi yếu nè, cái lưỡi nó rất là to bén luôn. Cây này nó mất cái chốt gài rồi, mấy anh mấy chú về chế cộng dây chì làm cái chốt gài ha, chốt gài đây. Cây này quá trời bự, nó cũng nè, nó cũng quạt nè, quạt dữ lắm luôn, chứ nó kiểu mình nó không nặng tay á, lưỡi khích nha. Cây này cái kéo tỉa, kéo tỉa nhưng mà tỉa tay trái, tay nó là sao á, hết in da băng nè, còn hơi rít nè, cái lưỡi nó ngược ngược sao á, hay là tay trái không biết nữa, hay là tỉa kiểu nó vậy Tuyền cũng không rành nữa. Thấy cái lưỡi nó khác mấy cái lưỡi kia, chắc là tay trái đó. Đó, rồi số 17 ha, số 17 là 200.000. Số 18. 18. Đây, kéo này kéo trắng đỏ, kéo trắng đỏ nè, nhưng mà mắc cái bao da nè, có cho chữ anh chìm nè. Cây này còn đẹp. Cây này size 20 nha. Size lớn á, mà mắc ba nó không có bao da thôi, mà ngoại hình còn đẹp. Rồi một cây kéo tỉa, trời ơi bà này mới tỉa quá xấu dữ thần, ngoại hình mới xấu nhưng mà lưỡi mà bén nha, nó lưỡi mà tỉa nè sắc lắm á, nó ngoại hình nó bởi gì nè, tỉa này cũng dài lắm ạ, à. Tỉa này dài 19 á, mắc cây chốt nữa. Rồi số 18 200.000.
số 19. Số 19 cây trắng đỏ luôn. Cây trắng đỏ nè, lưỡi còn đẹp. Cây này còn đẹp luôn nè. Cây này về 18 thôi, 18 năm. Đó, lưỡi còn nguyên si bự ha, to nè. Rồi một cái kéo tỉa. Tỉa là so kiểu này. Bán nè. Rồi số 19. 19 là 200.000. Rồi số 20, số 20 cái đóng kéo này nó không có lò xo. Đây. Kéo xay lớn không luôn á. Kéo xay 21 luôn nè. Kéo này chắc xay 20. 20. Cái kéo này tụi không biết lò xo nó gắn kiểu gì luôn á. Nè. Gì đâu mà bả có chút xíu chỗ này sao gắn lò xo được. Đó, bả có chút xíu mà hay gắn lò xo sâu được nè, không biết nữa. Đó, cái chốt gài nó ở đây, nó xíu lon gài vậy. Nè, lưỡi còn rất là đẹp luôn ha. Đó. Lưỡi còn bén sắc luôn á, mà do nó không có lò xo thôi. Cái này cũng vậy nè. Có chữ đây nè. Có chút gãy đây luôn nè. Mà có cái không lò xo này thì không biết nó gắn lò xo gì nữa. Đó là xo kiểu này nè. Đó mấy anh mới về mấy anh mấy chú về mình chế cái lò xo, có cái lò xo ruột gà cái mình câu dây chì vô đây thì nó không rớt hay sao. Đây lưỡi còn rất là to luôn. Nó không có mòn ha. Đó. Đây kéo tỉa. Mình cột bám chùm thun. Đó, kéo tỉa ha. Bán cho mấy anh chú về chế cái kéo này về, mấy cái bộ kéo này về kiếm lò xo tự chế luôn. Rồi, số 20 là 220.000. Nguyên mới kéo. Rồi 21, 22 hôm nay từng soạn được hai bộ khoan. Mẫu khoan ha, cây này 13 ly nè. Cây này giống 13 ly mà bị mài nữa nè ông nội. Số mài này làm gì ta? Mài đang mở cái gì đây? Đây cây này 10, 13 luôn nè. Cái này mài vô chọt cho vừa cái găng hay gì nè. Đó, 6, 5, 10. Cây này không thấy số. Rồi, cây này nhỏ xíu. Cây này nhỏ. Rồi, số 21 là 100.000. 22. 22. Cây này cũng 13 luôn. Cây này 10, 13 luôn. Trời ơi, đeo khoen, đeo kiềng gì. Có... cái này không thấy số. Nói chung mà nó lớn nhỏ. Cái này 5 năm chắc là mở được 4 đó. Rồi số 22 là 100.000. Cho cộng dây điện đi bạn. 23 test kèm. Điện test kèm luôn. Rồi bữa nay mấy cái kèm nhỏ nhỏ. Rồi tôi sợ cái dây điện dẻo nó cũng chết, dây điện dẻo này cắt nó không có đã. Đây, cây cắt điện này á, cây cắt điện này rất là bén mấy anh mấy chú. Nè. Cắt điện với tuốt dây điện nè. Đó. Tuốt dây điện rất là bén luôn. Rồi không? Cây này của USA nè. Tuốt dây điện và cắt điện á. Rồi một cây kìm cây này gấp nhọn mà nó còn rít. Cái này mình còn rít mấy anh ơi. Này mang mấy chú về xài hoặc là vệ sinh xíu nữa nè, nó hơi rít nha, gấp á, mũi dài. Cây này mở khoe. Phe phải phe. Cây này cái kìm chữ A. A là cái gì ta? Buza. Hiệu Buza. Đây.
Cái này 16 ha, mấy cái này size 16 kìm nhọn nữa nè. Đó. Trời ơi, hơi mấy cái này là vệ sinh chưa tới, nó còn hơi rít. Đó. Cắt oxy, cắt ngọt ngay luôn. Ngọt sớt chứ lộn. Rồi. Số 23 200.000. 24. 24 đây, một cây kìm mẫu phe luôn. Cây kìm cắt. Cây này u của ta. Đó, mấy cây gì điện dẻo này cắt nó ngọt xuống mà nó ngọt ngọt trong im lặng. Nó không có bụp 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 bụp. Nghe nó không có giòn lỗ tai. Đó. Rồi, một cây kìm mẫu quạ. Cái mẫu quạ này không có tên tuổi gì hết. Đây, găng nó rất là đẹp. Đó, găng còn đẹp ha. Này nó có cái bao nhựa cách điện. Đó, size này 16, cái này 16 hết. Này 250 nè. Rồi, số 24 là 200.000. 25. 25 mã số 25. Đây một cái kìm gấp. Gấp mũi cong ha. Đó. Còn một cái kìm cắt xéo vừa tuốt dây điện luôn. Đó, đó cái cây này có kêu nè. Tuốt dây điện. Đó. Ok. Rồi một cái kìm nguội của tốt luôn. Cây này nhìn đẹp quá. Quá bén luôn. Đó. Cây này mấy này size 16 à. Rồi một cái kìm này cắt điện và bấm cót. Ủa tuốt dây điện nữa chứ. Mấy kìm cắt dây điện này bén ghê luôn á. Dạ, mới nói sao mới sạc. Hình như nó tay trái hay sao thôi. Cái này cắt tay trái mới giờ. Ủa. Cái lưỡi gì nó ngược gì thì mới cắt tay trái. Thôi. Không biết cắt tay trái đâu. Đó. Rồi cái mũi tuốt dây điện nè, rất là bén luôn ha. Cây này cũng bén nữa đó mà tại tiền cắt tay tay phải hay sao nó không nó bựa lại á. Rồi số 25 là 200.000 luôn. 26 hôm nay tiền có được một bụi dũa thôi nha. Hôm qua mấy anh mấy chú nào chốt chưa chốt được dũa hôm nay mình chốt nha. Hôm nay có một bộ à. Đây, một cái dũa la. Mấy cái dũa này bén. Hay một cái dũa này là dũa hợp kim ha. Dũa nè. Dũa bầu nè. Dũa tròn ha. Đó mấy cái dũa đẹp đẹp không? Còn bén không à? Rồi, số 26 200.000. 27 bữa nay là hai cái đuôi chuột, cây đuôi chuột một thương hiệu của nó nè. Đây của Top ha. Top Made in Japan. Một cặp của nó luôn. Cái này 17 21 và 17 14 17. Đây găng nó rất là đẹp. Nó găng nó như chưa xài mấy cái đồ này. Rồi số 27 là 180.000. 28 là cưa. Đây cái cây này mằng cỏ hơi bị vip luôn á. Cây này nó dày lắm nha. Nhưng mà mấy anh mấy chú phải mài lại nha. Mài cái lưỡi mới cắt cỏ đi ngọt được nha. Đây nó có chữ in chìm đây nè. Cái lưỡi hái mà nó hay nằm dưới nè. Rồi một cây cưa ngắt luôn. Hai cây cưa ngắt luôn. Cây này nó lưỡi nó bén nha nhưng mà cán nó không được đẹp. Cái này mấy anh chú sẽ siết cộng dây chì lại là cứ ngắt luôn. Rồi cái cưa này là cái cưa gâm bôi. Ủa gom tago.
Cây này là mình thay được lưỡi nè, cái lưỡi mà thường thường thì bán có mấy cái lưỡi nó dài á, cái này mấy anh chú xài xong thay cán. Ủa dặn cái này ra mình thay cái lưỡi nó vô ok luôn á. Cái lưỡi này nó chắc lắm nè, cái lưỡi này không mẻ không nào ha, nhưng mà do nằm ngoài trời nó bị rỉ thôi, nó bị chóc nước xi đó. Hàng này đã qua sử dụng thì mấy chú mình mua về mình xài thì mình giũa lại ha. Rồi số 28 là 160.000, số 29 là hôm nay có cái bộ làm giường. Đây cây này làm giường, cây này nặng một cú luôn trời, cây này nó dày á, nhìn nó kiểu nó dày. Rồi một cây cây măng cỏ vườn có sân. Rồi một cây cưa ngách lưỡi cưa này bén. Rồi một cây cưa này mình cưa sắt nè, cưa sắt đây, cây bằng cào, cây này cào cỏ vườn cũng vậy không. Một cây cưa. Cái lưỡi này 18, dài 44. Tự nhiên là mất tập trung, đi ra chỗ khác. Số 29, 200.000. Tôi nghe tao tưởng nó giờ mình ghi chữ. Mới nghe nói chạy uống bánh gàng tưởng đâu. Đây, hôm nay bộ lưỡi cưa ha. Cưa này, lưỡi cưa này là dài như là 30 mấy luôn nè. 32, 33. Đó, mấy cái lưỡi cưa này nó bén lắm. Cái này dài 250 nè. Nó nằm trong sắp của nó nè, nó nằm sắp cái 50 nó nhiễu với nhau, cái nó bị rỉ á. Như lưỡi cưa rất là đẹp. Không có mẻ luôn. Rồi một cái lưỡi cong này rất là dày luôn. Rồi số 30, 200.000. Số 31 là lưỡi cưa đây, một cây cưa ngắt ha, cán chế cái chút xíu. Rồi lưỡi cưa gỗ nè. Đó này về cha lưỡi cưa. Rồi lưỡi cưa sắt. Này combo lộn xộn đó. Rồi số 31 là 100.000. 32. Rồi một cái lưỡi cong chà bá luôn. Cưa gỗ. Rồi cưa sắt. 32 100.000. Rồi 33 là cặp cảo. Cảo này đẹp. Đẹp mê hồn, cây này 75, cây này 65. 65 75 nhưng à. Cái bài xuống đây là 65 nè. Nó ngắn hơn ở đây ha, ở đây là kẹp 75 nhưng mà phẳng rộng của này nữa, cây 65 nó rộng hơn. À, đó. Hai cây nó đẹp. Made in Japan. Quỷ kia nó nghe nè, nó coi điện thoại mà tao tưởng tao vợ nó chữ nó. Tôi bị ám ảnh. Đó. Kẹp rất là đẹp, kẹp sáng luôn. Rồi, số 33 150.000. Rồi 34 mã số cuối cùng là bộ đục điêu khắc. Bộ điêu khắc nè, điêu khắc gỗ, điêu khắc. Cái này 20 cây, 20 cây. Nó đủ loại, đủ kiểu, đủ hình dáng, ngang xéo. Cây nào nó đẹp đẹp không à. Mấy anh dặn cây này nhiều quá trời nhưng mà lâu lâu mới lượm được một mã. Rồi số 34 120.000, không có cái mâm. Kết thúc video ngày hôm nay luôn. Thì xin cảm ơn mọi người đã xem kênh và ủng hộ. Xem kênh mà thấy hết thì cho xin một like ha. Và ai chưa đăng ký kênh mình đăng ký kênh để cập nhật video tiếp theo. Thì đang xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.